Còn tiếp tục về câu chuyện ô nhiễm ở bãi rác Nam Sơn, Hà Nội khiến người dân liên tục phải chặn xe rác. Sau khi có ý kiến của lãnh đạo thành phố Hà Nội và sự vào cuộc quyết liệt có trách nhiệm của các bên liên quan, thì đến thời điểm hiện tại, môi trường xung quanh khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, hay còn gọi là bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực và được người dân ghi nhận. Gia đình bà Ngô Thị Lương sinh sống trên mảnh đất Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn này đã gần 50 năm. Cách bãi rác Nam Sơn chỉ khoảng 100 mét, thế nhưng ngoài khoảng thời gian đầu mới chuyển về đây sinh sống, thì chưa bao giờ bà Lương thấy môi trường xung quanh khu vực này được cải thiện rõ rệt như bây giờ. Mùi thì bây giờ nó không có, nhưng cái nguồn nước thì nó cũng sạch thôi. Ngày xưa một ngày nhà tôi phải 30-40 cái, nhưng mà bây giờ chỉ 2-3 cái thôi. Cái mùi mà trong bãi rác phát tán ra thì cũng rất là hạn chế. Thế và cái xe rác đi qua thì cũng không có nước chảy rỉ ra đường nữa. Để môi trường quanh khu vực bãi rác được cải thiện, đảm bảo cuộc sống cho người dân, thời gian qua các sở ngành và đơn vị liên quan đã triển khai nhiều biện pháp như tập trung phun thuốc diệt ruồi, phun chế phẩm khử mùi và che bạt phủ kín gần 17.000 m² tại các ô chứa rác. Và đặc biệt, xử lý nghiêm, có chế tài mạnh với tình trạng xe vận chuyển rác chở quá tải, làm rò rỉ nước thải gây ô nhiễm môi trường. Công tác phủ UTCL, chúng tôi hàng ngày đã tăng tần suất lên gấp 2, gấp 3 lần và để đảm bảo kín cái mặt rác hở để có giảm, đặc biệt là cái việc mà giảm mùi đầu tiên, xong đến việc mỹ quan, xong đến việc rác bay ra xung quanh. Tôi cũng đã làm việc cụ thể với các đơn vị mà có những phương tiện xuống cấp để làm sao mà các đơn vị vận chuyển rác ấy có những kế hoạch duy tu bảo dưỡng, bảo trì cái phương tiện để khi đưa vào vận chuyển rác vừa đảm bảo giao thông nhưng mà vừa đảm bảo cái khối lượng vận chuyển, vừa đảm bảo với môi trường. Ngoài ra, các chính sách an sinh xã hội cũng đã được triển khai nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân. Gần 8.000 người dân của 3 xã sống từ lô 2 mặt đường 35 cũng như xung quanh lô 1 và 2 cũng đang được xem xét hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian tới. Chúng tôi đã có cái tờ trình và trình lên Ủy ban Nhân dân, dự kiến là đến tháng 1 năm 2021 thì sẽ cấp thẻ bảo hiểm cũng như là chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn được tốt nhất. Tuy nhiên, người dân địa phương mong muốn những hoạt động kiểm soát môi trường tại khu vực xử lý rác thải cần phải duy trì thường xuyên, chứ không thể chỉ được thực hiện nghiêm sau mỗi lần thành phố quyết liệt chỉ đạo. Quyết liệt thời gian lại đâu đã đóng đấy, là im chả có cái ý kiến gì đến thế nào chúng tôi cả. Bây giờ chính là chúng tôi yêu cầu người dân chúng tôi là ở đây quá độc hại, ô nhiễm nhiều, gây ra bệnh tật nhiều thì xin là đề nghị với các cấp trên giải quyết chúng tôi càng sớm càng tốt, đi rời khỏi nơi này. Muốn là tất cả khi mà thành phố có ý kiến hay không có ý kiến thì trong bãi thải nó vẫn có một cái ý thức hơn. Với sự nỗ lực và quyết tâm đến từ cơ quan chức năng, cuộc sống của người dân nơi đây sẽ dần được ổn định.